khi cha dắt con đi mua vợt cầu lông. Ba ba mua cho con cây vợt này ơi, cây rêu ga đồng thần nè. Cái thằng mới đánh cầu được con buổi, mày đặt đòi sắm rêu ga rêu rẻ gì? Mua về có đánh được đâu mà đánh. Nhưng ba hứa là con không xin vợt, ba mua cho con cây vợt mà. Yên tâm, ba hứa là ba mua, nhưng mà mua cây vợt nào nó phù hợp cho con mới được. Đây, ba thấy cây Exaber 10 nêu của nhà A Bắc này phù hợp với con nè. Mua ba, ba mua con cây gì mà đúa dễ quẹo rồi còn nhẹ đầu nó sao đợt, con xin đợt mà. Đây 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 đây, em có một cây vợt phù hợp với ý của anh và ý của cháu luôn. Là một cây vợt Yonex Adshock 88 Deplay. Cây này á, trợ lực dẻo, phù hợp với ý của anh. Và một cái đầu nặng thiên công, hợp với ý của cháu. Đúng rồi. Và hơn một thế nữa là cây vợt này đang có giá là chưa tới 1.4 củ. Tại Vinpearl Premium Bình Thạnh đang có chương trình giảm giá 5% nữa. Ok em, anh lấy luôn con Adshock 88 Deplay này, thanh toán cho anh nha. Thôi, cả nhà mình cùng vui. Ba cũng có vợt mới nè, con có vợt mới luôn. Đi, về. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu.